có giữ cái hợp đồng mà. Hợp đồng thì làm gì, lo cái thằng lấy lọ đến thì lo ở nhờ nhà người ta ấy. Nó chạy đi thì làm gì nó. Biết nhà ổng hả? Có khi không phải nhà nó mượn nhà của ai. Đi xuống nhà ổng không đi. Thế thôi cứ ngồi đây cứ tối rồi ăn cứ ngồi đây đi. Con đi lại nhà. Ông nói một tiếng nữa ông xuống mà. Con phải biết cứ đến tận nhà ổng đi. Nó không đi nó cho nó mệt. Ông nói một tiếng nữa ông xuống. Ông nói một tiếng nữa ông xuống nữa. Ông nào? Ông đó. Không biết có hay không. Chứ hàng xóm không mở cửa hả? À. Hàng xóm mới thấy không? Không thấy, không thấy hả? Có giữ cái hợp đồng mà, giữ cái hợp đồng đi. Xíu nữa cũng được. Nhưng mà em nghĩ là chưa có, nhiều khi chưa có vấn đề tại chỉ là cho có cái là nhiều khi ta vắng mặt rồi, đó mình chưa biết là không. À tên là gì nói này? Huỳnh gì nữa? Chú cứ lên đấy gọi là chú Huỳnh ơi. Có gì chú hỏi chú, nhà mấy chú Huỳnh ơi. Xóm ấy, chú xin số điện thoại. Anh nhà mình có số điện thoại của nhà cô Huỳnh không? Cháu không có. Mà ôi, cháu ở nhà đi, cháu ở dưới đây đi. Không biết, nhiều khi họ chưa có về. Không, về ở chỗ trong thôi. À. Ừ. Nó cố tình nó làm không thích. Không muốn. À. Tưởng chưa có mặt ở nhà chứ không thể nào có tiền với nhà. Nó khó quá như nhà khác vì người ta ở đây. Mà trong cái hoàn cảnh như thế này thì mình giải quyết được một phần rồi. Hôm nay mình giải quyết được ngày mai thế này thế nó cũng khó cho cả cái người ở đây này. Đúng không? Chắc em thấy mẹ này cũng
chắc không có gây ra sự cố gì đâu, chắc ở cũng yên mà. Anh Huỳnh ơi, anh Huỳnh ơi, chị Huỳnh ơi, mở cửa khóa, cửa khóa. À, là chắc người ta đi gắn nhà, không, cái khóa khác. Chị, anh Huỳnh ơi, chị còn cái tốt này để cho Huỳnh nó cắt ngay lập tức. Cắt hả? Cắt ngay lập tức, cắt luôn. Hai nhà chung nhau cái cửa mà Nam mới cho mà... Cách thế nào ạ? Không biết, chắc ta không có mật mà. Thì nó khóa ở ngoài. Khóa rồi kìa. Khóa rồi. Khóa rồi. À, kiểu gì ta vắng nhà. Về vậy. Chú đâu có ở đây, chú trong trong ngại đâu, chú không ngại hết, chả không ngại gì cả, như mình mà cứ cho mà không ấy được à? Không ấy, người ta đi vắng rồi, không ai ở nhà, khó thế, đang khóa cửa mới rồi. Đây là cái bàn năm ở cái nhà, chuyện của cậu tôi vẫn để đây. Tôi không trong một cái hoàn cảnh như thế này thì khó cho cả tôi mà khó cho cả cậu. Cậu đứng ra thuê, cậu đưa người ta thuê cho họ ở, mà tôi thì cũng có nhà, nhưng mà thực ra thì có nhà thì có nhà, nhưng vấn đề là ở hàng xóm lân cận mà người ta không thích mình ấy. Thì ở cũng khổ lắm, mình cứ suy từ mình ra mà xem. Người ta không thích mình, ví dụ chẳng mình chú ở cái chỗ nào đấy mà hàng xóm của chú không thích chú thì cứ ở nó khó lắm. Nhưng mà tìm mọi cách, nhưng chẳng hạn chẳng qua ở trong một cái hoàn cảnh nó chịu mà thôi. Ơi cháu ơi, mẹ đâu? Mẹ cháu đi khám bệnh thì bây giờ mẹ bị sao? Bị suy thôi mà, cũng chưa không phải. Suy à? Suy qua năm cũng đã lên. Cô khi nào buồn mệt lắm. Cô mà chị lên đi nhá. Tôi bảo đây là phải cho người ta một ít tiền, người ta tính đâu nhà. À, ấy này nọ chứ bây giờ này nhà nhằng mà tôi cũng bận lắm mà tôi ấy này tôi cũng muốn nhá, cho người ta tiền hoặc là tìm cho người ta cái nhà nào khác đi, có nghĩa là có người này cũng chưa thuê nhà đi nhỉ, để tôi gửi lại tiền. Nhưng mà khó thôi, tôi đứng ra đứng giải quyết như thế này khó cho cả tôi thông cảm với tôi đi. Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng mà không được, phải chịu 4.2 và đây, coi như là chưa thuê cái tờ giấy thuê đâu, tờ giấy thuê tôi xin lại tờ giấy thuê, còn cả hai cháu nó cầm nữa. Cháu ơi trả tờ giấy thuê đó, cái tờ chồng bỏ mẹ ra, bỏ mẹ lên lấy đi, để chú cầm, bỏ mẹ lấy cái tờ giấy thuê. Bà ấy nói này này, bà này đúng ra mà nói chắc là ở đâu đó rồi cũng gây sự gây sức ở đây như thế nào đấy, hoặc là như thế nào tôi không hiểu nữa. Mà chỉ gần gặp nhau cái là hai người đã khác nhau đấy, ở trên đấy nhỉ, rất khó cho cả tôi. Đúng rồi, mất nhiều thời gian. Mất nhiều thời gian nhưng mà tôi cũng mệt mỏi, cho nên tôi để tránh cái trường hợp đó tôi không nên. Để người ta cứ ở kia và thà là mình cho người ta biết tiền thì nói hơn, mình phải nói chuyện với người ta. Mà mình đang quay phim được quay đi à? Mình cho người ta mấy tiền hoặc là tìm một chỗ khác, tôi cũng muốn giúp thật. Nhưng mà nó khó cho tôi quá.